Những thói quen làm đẹp không tốn một đồng, dễ thực hiện, không phải làm thật phí và lại không tốn một xu nào, cũng không mất nhiều thời gian nha. Đầu tiên là uống đủ nước. Nước vô cùng quan trọng, giúp cho da giữ độ ẩm, mềm mại và mịn màng. Nước giúp vận chuyển máu, mang oxy tới da. Nước loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Chính vì thế, bạn cần uống nước đủ và chia ra nhiều lần trong ngày. Lên kế hoạch cung cấp nước tốt nhất là đong đủ lượng nước cần uống cho một ngày ra một cái chai. Thứ hai là ngủ sớm. Dậy sớm giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn và giúp bạn khỏe mạnh hơn. Vì thế, hãy tạo cho mình một cơ hội ngủ tốt bằng cách chăm sóc giờ ngủ thư giãn để ngủ sâu, giúp phục hồi cơ thể tốt nhất nhé. Ngủ giúp sản xuất collagen tốt hơn và tái tạo tế bào nhanh hơn. Ngủ giúp cho cơ thể giảm viêm và chống thâm vùng mắt. Tắm mệt mỏi, để ngủ ngon hãy chuẩn bị gối và chăn mềm phù hợp. Tránh xa điện thoại và các thiết bị điện tử khi ngủ. Hãy thả thư giãn và ngủ trong ánh sáng nhẹ trong tối. Ba là massage cho gương mặt. Cách đơn giản nhất là bạn xoa hai tay vào nhau rồi ấn lên theo chiều từ dưới lên, từ trong ra ngoài để giúp tăng cường lưu thông máu. Bạn không cần đi spa mà bạn có thể làm ở nhà. Bạn mặc hơi sạch và xoa bóp nhẹ nhàng giúp cải thiện tốt tình trạng gương mặt. Phương pháp này cũng giúp cho bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái nhất khi đang mệt mỏi, khi phải làm việc máy tính nhiều hoặc khi phải tập trung rất lâu vào một công việc nào đó. Hai thời điểm tốt nhất để massage mặt là trước khi đi ngủ và sáng khi thức dậy. Massage mặt là phương pháp hồi xương rất tốt. Hãy massage quanh mặt, môi, cằm và trán nhé.